Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe yêu đồ đẹp. Hôm nay làm clip giới thiệu đến ngay cái sản phẩm bật lửa đến từ nhãn hàng Sika, một trong những nhãn hàng rất là nổi tiếng về phụ kiện xì gà, nổi tiếng vì bền và nổi tiếng vì đến từ thương hiệu này đến từ Mỹ nữa. Đó, hôm nay em giới thiệu đến các anh mã hàng, có mã hàng là 525BK các anh nhé. Mã hàng thì em có để trên góc trái màn hình, chính vì vậy khi gọi điện thoại đặt hàng các anh vui lòng gọi đúng mã sản phẩm, bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu, tránh giao nhầm làm mất thời gian của các anh rất là nhiều nha. Ngoài ra các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào tìm kiếm là 525BK, các anh có thể xem được hình ảnh chụp sắc nét ở các cạnh khác nhau cho cái sản phẩm này ở trên website, và các anh cũng có thể là xem được nhiều màu sắc khác ở trên website nhá. Xem được thông số kỹ thuật và tính năng cho cái sản phẩm này ở trên website ambe.vn. À nói vậy thôi chứ đối với lại Sika thì không có nhiều tính năng đâu các anh. Nếu là cắt chỉ để cắt, và nếu là bật lửa chỉ là có bật lửa, nếu là ví chỉ là ví thôi, không có quá nhiều tính năng đâu. Nên là các anh đừng kỳ vọng vào một cái sản phẩm nổi tiếng của Sika mà là có nhiều tính năng nhá. Đến cả một chiếc đục để làm ở trên chiếc bật lửa, có thêm một cái đục thôi nó còn rất là khó khăn. Hình như em nhớ đâu đó là trong các xe đi của Sika hình như mới có một hay hai mẫu gì đấy là có đục xì gà ở trên chiếc bật lửa thôi. Đấy, mỗi ngày một cái đục rất là cần thiết như vậy thôi mà hãng còn không thèm cả cập nhật luôn. Nên là các anh nếu như mà yêu thích cái sự đa năng ấy thì đừng tìm đến Sika làm gì. Còn nếu mà các anh yêu thích sự đơn giản là bền bỉ là chắc chắn thì em gọi hay gọi vui là nồi đồng cối đá thì Sika là một lựa chọn hoàn hảo các anh nhá. Đối với Sika thì rất là nhiều anh kỳ vọng là giá thành nó rẻ nhá, không có đâu các anh ạ. Đô la đổi ra đồng Việt Nam thì nó đã chênh lệch rất là lớn rồi, chưa nói là hàng thương hiệu của Mỹ. Thực sự thì đối với lại các anh ở bên Mỹ thì những cái hàng Sika thì nó cũng chỉ là hàng tiêu dùng thông thường thôi, nhưng mà khi về trở về Việt Nam thì nó trở thành một sản phẩm xa xỉ luôn, bởi vì là do chênh lệch đồng đô la này, do chi phí vận chuyển này, nên là thành ra giá thành lại trở thành hàng hiệu luôn. Vì vậy là những cái chiếc bật lửa mà kể cả phân khúc rẻ nhất ở trong Sika thì về đến Việt Nam nó vẫn là phân khúc hàng hiệu cả nhá. Đối với hôm nay clip này thì em giới thiệu đến anh là một cái sản phẩm, một trong những chiếc bật lửa rẻ nhất của hãng Sika luôn, nhưng mà nó vẫn nằm ở phân khúc trung bình cao trở lên cả nhá, không có giá rẻ. Nhưng mà em nghĩ cho cùng thì cũng chỉ bằng một hộp xì gà giá rẻ của các anh, loại nhỏ, size nhỏ thôi, hoặc là một hộp nhỏ 5 điếu thôi, còn không thì chưa bằng một nửa giá tiền của một cái hộp xì gà. Nên các anh không quá là lo lắng về cái vấn đề đầu tư một chiếc bật lửa khó đến từ thương hiệu Mỹ nhá. Đấy, cái hộp rất là đơn giản luôn các anh ạ. Hộp đơn giản không? Đó, chả có gì cả. Đó, thương hiệu lớn họ cũng chỉ làm cái hộp đơn giản này thôi, nhưng mà đủ sang trọng này nha. Hộp này rất là cao cấp luôn, hộp của Sika này, giấy cứng âm dương nhá. Và cái hộp này thì luôn luôn có cái màu than chì như này, và cái logo mạ chrome sáng bóng như thế này đó. Và ở trong trên tay em là một chiếc bật lửa như thế này. Đây là một trong những cái sản phẩm giá mềm nhất của Sika đến thời điểm hiện tại ở trong cái bộ sưu tập. Em lưu ý cho các anh nhá, đối với Sika là một trong những cái thương hiệu mà cũng là giới thiệu những sản phẩm của mình theo bộ sưu tập, có nghĩa là những cái thương hiệu nào mà giới thiệu theo bộ sưu tập, hầu như tất cả mọi thương hiệu thì đều giới thiệu theo bộ sưu tập nhá, nhưng mà họ luôn luôn update số lượng. Nhưng mà đối với một số thương hiệu lớn thì họ giới thiệu theo bộ sưu tập và họ cuốn luôn bộ sưu tập đấy, có nghĩa là họ ra số lượng một đợt đấy đủ bộ sưu tập đấy và họ không ra lại nhá. Nên là đôi lúc là các anh nhìn thấy clip này nhưng mà lại vài năm trước rồi thì khả năng cao là các anh không mua được hàng nha. Nên là chuyện đấy là chuyện hết sức bình thường. Nên là anh nào mà đấy là em nói với các anh mà ít chơi hàng hiệu hoặc là ít chơi những thương hiệu nổi tiếng thì nhiều khi thắc mắc sao bọn em quảng cáo mà cứ gọi đến bảo không có hàng, tại vì là sản phẩm đấy là cuốn mẫu ấy. Nên là nhiều lúc là các anh thấy là các anh phải đặt luôn. Còn nếu như mà các anh phân vân xong rồi là đến lúc một thời gian sau các anh mới đặt thì nhiều lúc đấy là cuốn mẫu rồi, không còn nữa. Đấy, không có để mà trả hàng cho các anh đấy. Đấy là các thương hiệu nổi tiếng và bộ sưu tập theo kiểu ở cuốn bộ sưu tập. Còn những có một số thương hiệu thì họ không cuốn, họ vẫn sản xuất và họ liên tục cập nhật vào thì vẫn có hàng để bán các anh nhá. Đó, thế nên là các anh lưu ý cho em. Nhiều khi là nhiều các anh trách em là tại sao quảng cáo xong rồi tao gọi điện thoại không bán cho tao, chúng mày kêu à, chúng mày chê khách à, kiểu như thế. Nhưng mà thực ra không phải đâu các anh ạ, cuốn mẫu còn mẫu đâu mà muốn bán lắm nhưng mà không có hàng. Bởi sợ nhất là làm với những thương hiệu mà họ cuốn bộ sưu tập đấy thì nhiều khi cái mẫu rất là đẹp nhưng không thể nào mà có hàng để bán luôn đó.
Hôm nay giới thiệu đến các anh này, đó các anh có thể quan sát cho em là bình ga cực kỳ là lớn này, trong suốt luôn như ABS, và cầm một cái sản phẩm cao cấp ở trên tay cầm, công nhận nó thích thật các anh ạ, mượt mà mịn màng, kể cả cái vết ghép giữa phần nhựa và phần kim loại này cũng không có một cái cảm giác gì luôn, cảm giác rất là kiểu như kiểu là một cái thể khối ấy, và cầm ở trên tay nó nhẹ một cách lạ kỳ các anh ạ. Đó, em vẫn hay nói vui với mọi người đó là những cái hàng hiệu nó cứ dẻo dẻo dai dai nhão nhão cái gì đấy, và cái này cầm ở trên tay nó cứ nhẹ, nó không giống như một chiếc bật lửa bình thường khác anh ạ. Đấy, ở dưới này chúng ta có một cái núm điều chỉnh ga to nhỏ khá là lớn như này nhá. Ở dưới này có một bơm ga này, hết ga thì các anh dùng bình ga mini dí vào thôi là ok rồi các anh nhá. Nếu như các anh chưa biết cách bơm ga, các anh xem clip hướng dẫn bơm ga trên kênh YouTube AB yêu đồ đẹp cho em nhá. Đó, cực kỳ là đơn giản luôn. Các anh có thấy quan sát không? Đấy, một chiếc bật lửa hàng hiệu nhưng mà không khó đến một cái đục luôn. Đó, nên là em chê đấy, em chê đấy. Nên là nếu mà các anh mà cần thêm một cái đục để cho nó tiện đấy thì các anh không nên chọn Chica nhá. Đó. Nó quá là đơn giản mà nó quá là nhẹ đi, em nói thật nó quá là nhẹ và quá đơn giản và không có cả một cái đục luôn. Nên là nếu như mà các anh mà không thực sự yêu thích thì đừng có chọn. Đó. Và ở trên này chúng ta có một cái khò một tia này. Cái phần này là phần kim loại đúc nguyên khối các anh nhá. Kim loại đúc nguyên khối nên là cầm trên tay rất là chắc chắn. Mà không biết là hãng làm kiểu gì mà đúc kiểu gì mà kim loại kiểu gì mà cầm trên tay nó nhẹ một cách lạ thường các anh ạ. Nhưng mà không phải nhựa đâu các anh nhá. Kim loại đấy, kim loại thép không gỉ đấy. Nhẹ lắm. Và lớp răng cách nhiệt để các anh quan sát cho em, lớp răng cách nhiệt dày và lồi lên hẳn như thế này, giúp cho các anh cách nhiệt cực kỳ là tốt nhá. Các anh khò lâu hơn mà không bị nóng ra này, không bị nóng ra tay, nóng ra bật lửa này, nên là hoàn toàn yên tâm này. Nhựa này ở chỗ này thì chúng ta được thiết kế vân kim cương nên là bám tay này, nên là các anh nhiều mồ hôi tay thì không phải lo nhá. Đặc biệt là các anh đi đánh góp này hoặc là picnic thì mồ hôi tay là chuyện bình thường đúng không, thì đánh lửa rất là nhạy bén và không bị trượt này. Đó, đặc biệt là sử dụng với một thao tác là ấn xuống là bật nắp là đánh lửa luôn này, nên là các anh hoàn toàn yên tâm không cần mở nắp làm gì, cho mất thời gian ra nhá, là cực kỳ là đẹp và chất lượng như thế này. Đó, điều chỉnh ga to nhỏ rất là dễ sử dụng và quan sát được dung lượng ga này, giúp cho các anh chủ động đi ra ngoài luôn mà không cần phải lăn tăn gì hết nhá, không phải nghĩ ngợi gì, rất là thoải mái luôn. Anh nào mà kết cái sự đơn giản này thì các anh có thể comment số điện thoại bên dưới video này, bên em sẽ có bạn liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn trên website để mà tiết kiệm thời gian cũng như là bảo mật thông tin. Các anh vui lòng gọi cho bên em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.